Emry xin mến chào cả nhà. Hiện tại thì Emry đang có mặt ngay cái đường Nguyễn Trãi đây. Khu vực này thì phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và khu vực này thì thông tứ lung tung luôn. Đây để điều chỉnh cho gia đình chúng ta. Cái hướng này thì chạy ra 30m nữa là ngay mặt tiền Trần Bình Trọng ha. Rồi hướng này đây, ra Nguyễn Trãi nữa. Rồi hướng này nữa. Hướng này thì rẹo ra cũng là Trần Bình Trọng nè. Rồi đi ra chỗ Lê Hồng Phong, rất là nhiều luôn. Ở đây gọi là thông tứ lung tung luôn cả nhà mình. Đây thì thông rất là nhiều luôn. Phải nói là cái căn nhà chúng ta là hai mặt tiền hẻm luôn, rất là thoáng nha. Đây, đặc biệt cái nữa thì vào đây cả nhà mình nhìn thấy đây, một cái căn nhà màu xanh ha, một trệt một lửng hai lầu và có sân thượng trước nữa. Khu vực này thì thông tứ lung tung hết luôn. Đó thì thông ra bốn hướng luôn. Hướng này thì chạy ra từ hướng này này, thông ra Nguyễn Trãi này. Hướng này thì ra Phan Văn Trị nè, ra Lê Hồng Phong, ra Trần Hưng Đạo. Phía sau thì nó sẽ học chạy qua phía sau nó rộng luôn. Và đặc biệt cái nhà chúng ta lô gốc nhưng mà nó không có lộ giới bên hẻm bên hông nha. Rất là ngon luôn. Với căn nhà đây, Ri sẽ quay lại cái mặt tiền căn nhà để gia đình chúng ta ngắm đây. Đây, một trệt một lửng hai lầu và sân thượng trước ở trên ha. Đây thì nhà mình thì có bề ngang là 3m, bề dài là 11m. Đây, nhìn thông thoáng ha, ngay lô gốc là sướng rồi. Mà không có cửa, không bị lộ giới nữa, rất là ngon luôn. Cửa sổ đồ thoải mái. Lô gốc là được cái là thông thoáng, là cửa sổ nè, ban công thông đồ luôn. Đây, bếp, nhà vệ sinh dưới ha. Thì bên hông có cái cửa hông, thông ra phía sau là rộng lắm. Thông ra sau chút rồi, đường đây sẽ rộng lắm này. Cái nhà mình thấy ra sau này chiếu thì đường rộng thông thoáng mênh mông luôn. Đây, đi chỗ nào cũng tiện ha, thông tứ lung tung. Khu này thì nhà cao tầng hết rồi, cho nên là gia đình mình thấy là quận 5 mà, ở quận 5 là sướng nhất rồi. Vào đây thì cả nhà mình thấy là nhà mình gần như là ở đây thì mình đi từ cái đường nào vô cũng được, Lê Hồng Phong cũng được, Phong Trị cũng được, Trần Hưng Đạo cũng được, Nguyễn Trãi cũng được, rất là tiện luôn ha. Ở bên hông nhà mình thấy là có ban công ở trên đây, ban công ra này, cái này là công nhận hết luôn nha, cửa sổ hoàn công công nhận hết luôn, rất là ngon. Rồi bây giờ thì xin mời gia đình chúng ta sẽ lên lầu. Lên lầu thì ở trên này đây thì có một cái tầng lửng ha, tầng lửng thì có một cái phòng đây, có một phòng ở tầng lửng này. Rồi cả nhà mình thấy thì ở đây thì view rồi nhìn cái đường rất là đẹp, nhìn nhà mà lô gốc mình nhìn thoáng, thông nhìn cái đường đồ thoải mái luôn. Rồi phía sau này, ở trong này thì có thể đồ để đồ đây, mình để góc học tập hay là các đồ vật dụng trong gia đình. Phía trong mình nữa thì đây mình có một cái nhà vệ sinh ở tầng lửng luôn. Rồi bây giờ thì nhà mình nè, thấy lô gốc không? Cửa sổ rất là mát, rất là thoáng luôn. Rồi xin mời gia đình chúng ta sẽ lên trên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì cái nhà vệ sinh ở cuối đây, và ở trên là một cái phòng master luôn, rất là rộng. Đây, rộng, và ban công mình chữ L luôn cả nhà. Rất là mát nha, ban công mình chữ L. Và cái ban công mình là hoàn công trên sổ công nhận hết nha, chứ không phải là lấn ra không có công nhận đâu. Ban công mình cũng có hoàn công luôn. Đó, nhìn lô gốc mình thông thoáng, rất là thoáng khí, rất là sinh khí tràn trề luôn. Đây, rồi mời cả nhà mình sẽ lên tầng 4 ha. Lên tầng 4 của ngôi nhà. Đây, bước lên trên tầng 4 mình sẽ có cái gì ở trên đây để mình xem thử. Trên tầng 4 này thì có nhà vệ sinh đây, lô gốc mà, cửa sổ đây nhìn rất là thông thoáng ha. Đây, cửa sổ nữa, rất là tuyệt vời. Ở trên này thì có một cái phòng trên đây, cửa sổ cũng rất là nhiều luôn. Và trên trước nữa thì có cái sân thượng ngon lành luôn đây, quá tuyệt vời. Phải nói là vị trí ở đây thì quá tuyệt vời rồi. Và căn nhà này được chủ chào với cái giá là 4.850.000.000 đồng. Nếu đại gia đình chúng ta có nhu cầu tham quan căn nhà này hoặc những nhà khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì xin vui lòng liên hệ với Ri qua số điện thoại được ghi trên màn hình. Em xin cảm ơn và xin chào, tạm biệt.